Ở cuối tập trước, Phượng Giao từ bên ngoài đã bắt được một con kê yêu đem về cho sở hưu. Tưởng đâu nó chỉ là một con gà mái bình thường, nhưng lúc Phượng Giao phá giải phong ấn và thả nó xuống đất, thì con kê yêu này lập tức biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Lão sở hình như là muốn thử nghiệm cái gì đó trên người kê yêu này. Hắn sau đó đã nhờ Phượng Giao đi ra bên ngoài hộ pháp cho mình. Còn bản thân thì chuẩn bị thực hiện thí nghiệm với kê yêu. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị đạo hữu cùng tại hạ đón xem ở tập này nhé lão sở lúc này không tiếp tục giấu giếm nữa hắn liền lập tức đem ra khỏa đế phẩm đạo chủng của mình đạo chủng từng bước hư ảo sau đó biến đến chân thực kê yêu vừa nhìn thấy khỏa huyết sắc tinh thần này của sở hưu nội tâm của cô ta lập tức cảm thấy kinh dị phảng phất như có một nỗi sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn và huyết mạch bị kích hoạt lên kê yêu vội vã lùi người lại rồi kinh hãi hét lên đây là cái gì lão sở không có nói gì cả hắn chỉ nhe răng cười nụ cười dương quang sáng lạn nhưng lại khiến cho kê yêu lạnh sống lưng tại giờ khắc này màu sắc bên trong con ngươi của sở hưu biến đến cùng huyết sắc tinh thần giống như đúc hư ảnh huyết sắc tinh thần dần dần, dần đem kê yêu bao khỏa vào bên trong kê yêu trên khuôn mặt hoảng sợ vô cùng cô ta không ngừng dãy dụa kêu lên không muốn cứu mạng chỉ mấy hơi thở phía sau thanh âm của kê yêu cũng dần biến mất bên cạnh khỏa huyết sắc tinh thần của sở hưu lại xuất hiện một khỏa huyết sắc tinh thần hơi nhỏ nó giống như là vệ tinh vây quanh khỏa huyết sắc tinh thần lớn vậy từ bên trong khỏa huyết sắc tinh thần nhỏ bắt đầu tràn ra từng sợi huyết dịch giống như sợi vải bắt đầu đem thân thể của cây yêu vây lại vào bên trong rất nhanh liền tạo thành một cái kén tằm lão sở thấy vậy liền lập tức nhắm hai mắt lại rồi tỉ mỉ cảm ứng bên trong hắn có thể cảm nhận được bản thân tu vi của mình không có bất kỳ tiến hóa nào và cây yêu ở bên trong kén tằm kia cũng chưa đi chầu diêm vương lão sở yên tĩnh chờ đợi một lát sau đó một loạt những ký ức xa lạ đột nhiên tràn vào trong đầu của sở hưu đây chính là ký ức của kê yêu lúc còn sinh sống tại thiên yêu thành xem ra cuộc sống của nàng tại nơi đây cũng khá thoải mái ngoài ăn uống chơi bời ra thì cũng chẳng còn việc gì khác lão sở khẽ mở mắt hắn trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ đây là độc hồn sao không nên a à, sao chỉ có đơn giản như vậy ha 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 thì ra là thế đây cũng là một năng lực mới của quy nhất đạo chủng một canh giờ sau đó đạo chủng của sở hưu biến thành huyết sắc bên cạnh tinh thần mà khỏa huyết sắc vệ tinh kia màu sắc cũng từ đỏ thẫm biến thành đỏ nhạt mà cái kén tầm kia lúc này cũng bị phá vỡ kê yêu từ bên trong đó lập tức hiện ra đạo trùng cũng theo đó ẩn vào bên trong thể nội của lão sở hắn bắt đầu đứng đó quan sát suy xét về vẻ bề ngoài của kê yêu thì hoàn toàn không nhìn thấy thay đổi gì cả có lẽ thay đổi nằm ở bên trong thân thể của kê yêu đợi nàng ta tỉnh dậy thì sẽ rõ mấy khắc đồng hồ sau đó kê yêu cuối cùng cũng tỉnh dậy sở hưu chắp tay sau hông hắn bình thản đứng ở một bên nhìn kê yêu mỉm cười nói ngươi tỉnh rồi kê yêu lúc này bất ngờ quỳ xuống nàng ta thản nhiên ngẩng đầu nhìn sở hưu thân sắc lúc này lại không có chút nào hoảng sợ trong ánh mắt nàng ta chỉ còn lại sự sùng bái cùng lòng trung thành đối với sở hưu kê yêu lại tiếp tục di chuyển nàng ta từ từ bò đến bên chân của lão sở rồi phục phục nhẹ hôn lên mũi giày của hắn kê yêu ngữ khí thành kính vang lên nói tôn thượng ta là người hầu trung thành nhất của ngài cảm tạ ngài ban cho ta tân sinh sở hưu con ngươi tinh mang lấp lóe hắn khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn kê yêu nói ngài côn ngươi có cảm nhận được bản thân có cái gì thay đổi không ngài côn chính là tên trên căn cước công dân của kê yêu lão sở chính là đã đọc qua trí nhớ của nàng cho nên tự nhiên biết cái tên này mà ngài côn nghe sở hưu hỏi như vậy nàng không dám có chút nào làm trái liền vội vã nhắm mắt lại rồi nội quan bản thân một lượt chỉ trong giây lát ngài côn lập tức mở mắt nàng toàn thân run rẩy sắc mặt hưng phấn cùng xúc động vô cùng thốt lên tôn thượng nhiều phúc của ngài huyết mạch yêu hoàng trong cơ thể của ta trọn vẹn tăng lên mấy cái đẳng cấp thiên phẩm thần thông trùng tử bị thiếu hụt nay cũng đã được bù đắp mức độ hiệu quả trực tiếp đạt tới tiên phẩm thực lực của ta tăng cường ít nhất gấp 3 lần tư chất cùng tốc độ tu luyện cũng nhận được tăng trưởng trên diện rộng sau khi rời khỏi bí cảnh ta có hy vọng đột phá tiểu thánh coi như là đại thánh cũng có cơ hội ngài côn vừa nói vừa mừng rỡ đến rơi nước mắt nàng ta đối với sở hưu cuống quýt cảm tạ không ngừng lão sở ánh mắt chớp động hắn trong lòng thầm nghĩ đi qua thí nghiệm lần này, ta đại khái có thể biết được tác dụng trước mắt của quy nhất đạo chủng. Một, là thôn phệ. Thôn phệ loại trừ tu sĩ nhân tộc bên ngoài, quy nhất đạo chủng đem huyết sắc tinh thần hóa thành một loại năng lượng màu đỏ ngòm. Thứ đó cũng liền là đạo chủng tinh thần, cùng với đó là sự xuất hiện của khỏa huyết sắc vệ tinh kia. Bên trong nó có dự trữ một luồng năng lượng huyết sắc kỳ dị. Thứ hai là cải tạo. Năng lượng màu huyết sắc đỏ ngòm kia có thể cải tạo vạn tộc, để bọn chúng phát thể linh hồn tuân theo chính bản thân mình chính mình sẽ là trí cao vô thượng thần của bọn chúng có thể một lời quyết định sinh tử của bọn chúng liên giống như kê yêu ngải côn đồng dạng lúc này cho dù ta bảo nàng đi xuống suối vàng đi nàng chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự ngay lập tức sẽ đi trầu diêm vương tất nhiên đây chỉ là một loại cải tạo năng lượng màu huyết sắc còn có thể đem người bị cải tạo tăng lên tư chất một đoạn dài đã làm rõ mọi chuyện lão sở lúc này hướng ngải côn khẽ mỉm cười nói đứng lên rồi nói chuyện vâng tôn thượng kê yêu ngài côn cung kính đứng lên nàng ta khẽ bám lấy eo của lão sở đứng ở sát bên cạnh hắn bộ dáng ngoan ngoãn không dám có nửa điểm bất kính lão sở lúc này phát hiện ra bên trong đạo cung của mình lại ẩn chứa một đạo thần hồn ấn ký bản mệnh của ngài côn đây cũng là một loại thủ đoạn khống chế vô luận là khoảng cách bao nhiêu xa xôi chỉ cần ngài côn trong lòng khẽ dâng lên một điểm suy nghĩ phản bội bản mệnh thần hồn ấn ký của nàng ta sẽ lập tức nổ tung tiếp đó ngài côn sẽ vẫn lạc ngay tại chỗ tất nhiên nếu như lão sở vẫn lạc những người bị hắn cải tạo khống chế đồng thời cũng sẽ vẫn lạc càng nghĩ đến đây trong lòng sở hưu càng cuồng tiếu ha ha loại thủ đoạn này quả thực rất khó hiểu được cứ như vậy trong tương lai ta sẽ có một nhóm tiểu đệ thủ hạ lực cường đại lại trăm phần trăm trung thành tuyệt đối với ta sau này xem ai còn dám bắt nạt ta thế đơn lực cô nữa ngài cô lúc này đột nhiên hướng sở hưu cất tiếng gọi tôn thượng lão sở nhìn nàng khẽ mỉm cười hỏi sao thế ngài cô liền đáp minh yêu tử của vạn yêu cốc tới khả năng sẽ khiêu chiến tôn thượng nói đến đây ngải côn thanh âm đột nhiên lạnh giá nói tiếp yêu man ngu muội không biết sống chết lại dám mạo phạm uy nghiêm của quân thượng sau này ta sẽ thay người diệt sạch tất cả bọn chúng sở hưu nghe vậy liền khẽ mỉm cười đáp không sợ hắn trong lòng ngược lại rất chờ mong thầm nghĩ minh yêu tử tuyệt phẩm thần thông trùng tử thiên yêu thể là một yêu nghiệt tuyệt thế mấy chục vạn năm không ra của vạn yêu cốc cũng là người thừa kế của tuyết tinh đại đế nếu là đem hắn cũng chuyển hóa làm thủ hạ của ta. Đây không phải là rất tuyệt sao. Ngài Côn thấy sở hưu mỉm cười đầy xấu xa, nàng trong con người khẽ hiện lên một chút huyết mang, dường như hiểu được ý của sở hưu. Ngài Côn nhẹ mỉm cười nói, đó là vinh hạnh của hắn. Sớm cầu chúc tôn thượng thu phục được người này. Ừm ngoan, rất tốt. Ngài Côn, ta giao cho người một cái nhiệm vụ. Ngài Côn nghe vậy thì lập tức nghiêm túc quỳ xuống đáp, mệnh lệnh của tôn thượng, Ngài Côn cho dù vẫn lạc cũng phải hoàn thành. Lão sở liền gật đầu nói tiếp, ngươi hãy nghĩ biện pháp câu dẫn nhiều yêu man đến đây dạ nghe xong sở hưu an bài ngài côn liền hành đại lễ nàng hướng sở hưu quỳ lại mấy cái rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra bên ngoài hang đá để làm nhiệm vụ phượng giao ở bên ngoài gặp ngài côn sống sót lành lặn đi ra liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc phượng giao nghĩ mãi không thể hiểu nàng liền hướng sở hưu chất vấn hỏi hôm nay thế nào lại đổi tính ngươi muốn thả con kê yêu đó đi sao sở hưu khẽ mỉm cười gật đầu đáp không cần ngăn cản nàng cứ để cho nàng rời đi. Phượng Giao nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, nàng trong lòng thầm nghĩ, hắn làm sao vậy, lấy hiểu biết của ta đối với sở hưu. Hắn đối đãi địch nhân, tuyệt đối sẽ không để lại người sống mới phải. Tại sao lần này lại thả con gà đó đi? Phượng Giao trong lòng tuy vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng cũng không tiếp tục hướng sở hưu hỏi thêm. Cuối cùng vẫn là tránh sang một bên, để xem hắn muốn làm gì. Lão sở lúc này đột nhiên ngồi xuống, hắn đưa tay đặt sát mặt đất yên tĩnh cảm ứng. Một lát sau đó, Sở Hưu kinh ngạc phát hiện ra, tại thời điểm ngải côn rời đi khỏi phiến lá cây này về sau, liền không cách nào trao đổi với nàng được nữa, hắn chỉ biết là nàng còn sống. Sở Hưu hít một hơi sâu, hắn nhíu mày thầm nghĩ, ta cải tạo ngải côn về sau, từ nơi sâu xa bên trong đạo cung, phảng phất như đã có nhiều thêm một chút gì đó. Còn về nhiều cái gì, với cảnh giới hiện giờ của ta, không cách nào có thể miêu tả được. Giống như là một chút thiếu sót đáng tiếc chưa thể bù đắp ngay vậy. Ai, thật không muốn, thôi vậy sau này nâng cao tu vi rất nhiều thứ tự nhiên có thể biết được rõ ràng mãi đến một lúc sau đó sở hưu đang ngồi xếp bằng thì đột nhiên mở miệng nói ra phượng giao cô không hỏi ta vì sao thả con gà kia đi ư ừ? phượng giao nghe vậy liền khẽ lắc đầu mỉm cười đáp ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói ta cần gì phải hỏi thăm sở hưu nghe vậy liền rất vừa ý hắn khẽ gật đầu nói ừm rất hiểu chuyện có một số việc biết càng ít càng tốt ngươi cứ nói đi lão sở đột nhiên mở mắt nhìn thẳng về phía phượng giao hỏi hai người bốn mắt đối lập với nhau phượng giao nhẹ nhàng gật đầu nàng môi son khẽ mở nói ra ta từ trên người của ngươi cảm giác được một tia sát ý vừa mới có trong nháy mắt ngươi chính là muốn lấy mạng ta có vẻ như lúc trước đã có điều gì đó khủng khiếp phát sinh ở bên trong hang động này có lẽ là có liên quan đến kê yêu kia mà sự tình phát sinh này rõ ràng khiến ngươi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình sở hưu không có phủ định lời nói của phượng giao Hắn từ từ đứng dậy rồi hướng nàng nhàn nhạt, nhạt hỏi: Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cực kỳ vô nhân đạo và máu lạnh không? Phượng Giao mặt không gợn sóng, nàng thanh âm êm dịu đáp: Ta có thể lý giải. Cuối cùng thì ta và ngươi quen biết cũng không bao lâu, có tâm tư đề phòng cũng là rất bình thường. Ngươi yên tâm, ta đối với bí mật của ngươi không có một chút ý tứ muốn tìm tòi và nghiên cứu. Sở Hưu trở mặt so với người yêu cũ càng nhanh, hắn bất ngờ đưa tay ôm lấy eo của Phượng Giao, rồi trực tiếp kéo nàng vào trong lòng của mình hắn khẽ mỉm cười nhìn nàng nói ha ha chúng ta từ khi nào lại trở thành dạng nói chuyện khách khí với nhau như vậy ngươi thế nhưng là đôi cánh của ta điểm tín nhiệm ấy tất nhiên vẫn phải có phượng giao nghe vậy liền cảm thấy ấm áp nàng trên khuôn mặt đỏ ửng một mảnh phượng giao giống như cún con liền tựa vào trong lồng ngực của lão sở nàng vô cùng ngoan ngoãn không hề có một chút dãy ruộng phượng giao tay ngọc áp lên lồng ngực của hắn rồi cất tiếng hỏi ngươi bế quan kết thúc chúng ta muốn tiếp tục lên đường sao lão sở khẽ mỉm cười đầy thâm thúy nhìn nàng đáp không vội ta còn muốn làm một số chuyện nhưng trước đó ta muốn bổ sung một chút năng lượng có lẽ là cần phải nâng lên tư chất a lão sở khóe miệng nổi lên một vòng cười tà nhìn phượng giao nhất dương chỉ điểm hóa chúng sinh nhất dương chỉ mò cua bắt ốc nhất dương chỉ phượng giao ngây ngốc một loạt chiêu thức nhất dương chỉ của lão sở khiến cho phượng giao tê dại cả da đầu tại bên trong hang động lão sở cùng phượng giao kịch liệt trao đổi chiêu thức với nhau Phượng Giao cũng dần quên đi một tia sát ý ban nãy của lão sở đối với nàng. Ta nói, đây một trong những chiêu thức rất hữu hiệu cho những anh em muốn nịnh nọt hoặc muốn dỗ người yêu lúc nàng giận dỗi, đảm bảo trăm trận trăm thắng. Tập 61 chap 77 xin kết thúc ở đây. Mọi người xem xong nhớ cho AD xin một like và một comment xuống phần bình luận để tăng tương tác nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.